Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đã đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một đề tài. Ở Mỹ, mua nhà hay thuê nhà? Có nhiều bạn nói chuyện với mình là: chị ơi, em sợ mua nhà lắm. Tại vì mua nhà mà lỡ không trả, không có tiền để trả tiền cho ngân hàng trong 3 tháng thì họ sẽ xiết nhà của mình, là mình mất nhà. Đúng. Nhưng mà làm sao để khỏi bị mất nhà? Vấn đề thứ nhất là ở đây á, khi bạn đi mượn tiền mua nhà thì ngân hàng sẽ tính theo cái số thu nhập của bạn. Thường thường họ sẽ không cho bạn mua nhà mà cái tiền trả mỗi tháng quá 30%, có khi 35%, tùy theo cái sự thu nhập, 30% của cái tổng số thu nhập của bạn. Tức là họ tính là nếu bạn thu nhập chừng đó thì là cho, thì là bảo để cao nhất là 30% tiền nhà, tiền thu nhập để trả tiền nhà. Thì bạn đi mướn nhà cũng vậy, bạn cũng nhắm là theo thu nhập của mình để trả tiền mướn nhà, phải không? Thì nếu mình thu nhập ít thì mình mua nhà nhỏ, mình thu nhập nhiều thì mua nhà nhiều. Nhưng mà có người nó ráng nó lấy 35% tiền thu nhập thì cái đó là ráng sức lắm bạn. Đó là cận quá, tại mình mua nhà rồi còn phải trả thuế nhà, phải trả tiền điện, tiền nước, phải trả tiền bảo hiểm nhà, rồi còn mình còn thì là 35% thì cộng thêm chừng 20% để mà nuôi cái nhà thì mình còn 50% là mình đủ sống, phải không? Còn đủ sống. Còn nếu mà làm là mượn nhiều quá thì quá 30% thì nó hơi nặng chút. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, bạn đi thuê nhà, bạn làm giàu cho chủ, tại chủ nhà nó mượn tiền nhà băng, nó mua nhà rồi nó lấy tiền thuê của bạn, nó trả lại cái tiền nó mượn, mà kết cục thì là cái nhà của chủ mình đi thuê nhà bước ra không còn đồng nào, được giảm tiền thuế nếu mua nhà, tại vì tiền thuê đất, tiền sửa chữa nhà cửa, tiền bảo hiểm nhà cửa là bạn được trừ qua cái thuế thu nhập trên income tax. Bạn không có những cái trừ đó thì bạn phải trả tiền thuế nhiều hơn. Bây giờ nói là nếu mà không có tiền trả tiền nhà thì nó siết nhà, nó không có siết nhà liền. Trong 3 tháng thì nó bắt đầu nó làm giấy tờ. Khi mà mình đã thấy là mình có những lý do nào để không có đủ cái số tiền trả nợ đó thì là mình có nhiều cách. Bây giờ ví dụ như là bạn mướn nhà mà bạn trả một tháng 1.000 đô, rồi bạn tới ngày tới bạn không, một tháng sau mà bạn không có tiền trả 1.000 đô là chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, là bạn ở ngoài đường, không có xây trở gì được hết. Thường thường á là cho hai cái nhà cùng một chỗ, cùng một giá trị thì đi mua nhà tiền trả tiền cho ngân hàng nó sẽ rẻ hơn là tiền mướn nhà. Nhưng mà mình phải đặt một chút tiền cọc là 10% đến 20%, thường thường là 10% hoặc 5% tùy theo cái tỷ số tín dụng của mình và cái công việc của mình. Cùng lắm là tiền mướn nhà của bạn là nó cũng sẽ bằng cái tiền mua nhà trả, nhưng mà thường thường tiền mua nhà trả thì mình thấy là rẻ hơn vài trăm đô. Mà bạn là chủ nhà, cái nhà đó lên giá khoảng chừng 10 năm là cái nhà sẽ lên gấp rưỡi. Bây giờ bạn nói là mà tôi trả tới 10 năm rồi, giờ tự nhiên tôi thất nghiệp, giờ tôi phải làm sao? Thì bạn có hai cách, hoặc là bạn cho mướn phòng, cho share phòng để phụ thêm cái tiền để trả tiền nhà. Thứ hai là bạn
bán nhà đi, thì sau khi mà bạn bạn mượn 100.000 mà tới 10 năm thì bạn 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 còn có nợ chừng một nửa thôi bạn. Nếu mà bạn lấy gói 15 năm, đừng có lấy gói 30 năm, lấy gói 30 năm là mỗi tháng là tiền tiền go tiền vốn ít lắm, tiền lời nhiều. Thường người ta lấy 15, tại lấy 15 thì mỗi tháng trả nhiều hơn vài trăm đô, nhưng mà mình tiền vốn nó tiền gốc nó trả lại trả nhiều. Còn nếu 30 năm thì nó thì mình trả ít hơn, nhưng mà tiền vốn thì nó có tiền gốc thì nó ít hơn. Chứ là mình đừng có lấy 30 năm, tại lấy 30 năm là nó như là nó kéo dài quá. Bởi vì thường thường ta lấy 30 năm là ta làm vậy nè, ta lấy 30 năm là mỗi tháng ta thay vì trả 500 đô ta trả 600 đô, thì 100 đô sau này đó là nó là vô tiền gốc. Nếu bạn lấy 30 năm mà bạn trả tháng 100 đô 200 đô thì có khi nó thu lại còn có 15 năm, có khi trả lại 10 năm nữa. Còn nếu trong năm mà bạn có tiền thêm nữa, có 10 ngàn 5 ngàn thì bỏ vô thì trả nó, thì nó trừ vô tiền gốc nó nhẹ hơn đó. Thì nếu mà bạn thất nghiệp hoặc là có chuyện gì trong nhà mà không có được, không có một tháng mấy trăm trả nó đó, thì mình cho xe phòng để mình lấy tiền thêm, để lấy thực phụ thêm trả, rồi mình lấy tiền để dành của mình để mình bỏ thêm trong trong vài tháng sau á, là mình sẽ nào cũng có kiếm được việc làm. Còn nếu mà giờ nó nhắm không được việc làm rồi, giờ nặng bệnh nặng hay gì không có làm được thì bán đi rồi lấy gì cũng lấy tiền lời, lại còn lấy lại cái tiền cọc tiền lời tại nhà sau 10 năm thì là nó tăng giá cũng gấp rưỡi gấp rưỡi hoặc là gấp hai. Còn mà đi mướn nhà mà không có tiền tiền nhà là ra ngoài đường ở, đừng có sợ bị siết nhà. Nếu mà mình nó đã tính sẵn cho mình rồi, nó chỉ cần mượn tới 30% cái tiền thu nhập của mình rồi thôi, thành ra không có thể nào mà bạn không có tiền trả được hết. Khi nào mà bạn ăn xài quá hay là bạn lấy bạn đi mua xe chiến quá này kia đó, thì cái tiền nợ bên kia nó lớn qua tới tiền nhà. Còn mỗi còn tiền nhà là mỗi tháng mình cứ để riêng ra. Hai, nếu mà mua cái nhà 100.000 là tới ngày 100.000 là hai vợ chồng ít nhất cũng phải làm, hai người chung là cũng phải làm 4-5 ngàn nó mới cho mượn. Đang ở nó tính sẵn rồi, đừng có sợ mua nhà, mướn nhà làm giàu cho kẻ khác, mướn nhà là còn không không có cái không có tiền là mình ra ngoài đường mình ở. Cái nhà đó bạn cái nhà đó tiền mượn nợ càng ngày càng xuống, tại mình trả cái giá nhà nó càng ngày càng lên, mình có nhà mình ở mình không có lo gì hết. Mai mốt mình trả hết rồi, mai mốt thôi tới tuổi già đó mình không tiền hưu không đủ tiền hưu á, thì mình bán bớt cái nhà, rồi mình giống như người Mỹ vậy, nó bán bớt cái nhà to của nó rồi đi mua cái nhà nhỏ nhỏ nó ở, hay là mua cái chung cư nó ở, còn tiền dư lại để phụ vô tiền hưu. Cái tiền hưu nó trả ít lắm mấy bạn, tiền hưu cao lắm, hàng tháng giỏi một năm bả lần 150 ngàn, tiền hưu nó cũng cỡ chừng có 2.000 2.700 3.000 thôi, không có bao nhiêu. Tới hồi đó thì mình đó là bạn phải làm lương nhiều lắm, tháng 10.000 đô, còn làm lương 3-4.000 đô thì hưu giỏi lắm là 1.000 1.500 thôi, rồi đâu có đủ. Thì người Mỹ nó đổ hết tiền, nó cất tiền đổ hết tiền vô cái nhà của nó để trả hết nợ. Không có khi nào bạn trả hết nợ hay là thì là bạn lại bạn còn được mượn cái tiền, cũng như là cầm cái nhà đó để mượn tiền đi mua cái những nhà đầu tư à, mình thì là bạn lấy cái tiền tiền của người ta thuê nhà mà trả tiền tiền mượn mới, mà bạn trả luôn tiền 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 lời của mượn cũ, khỏe không? Bởi vì ai nghe nói bởi vì mình có nhiều người Việt Nam mới qua đây nghe mấy người không có biết luật pháp, không có biết gì hết thì sợ lắm, không dám mua nhà, sợ bị siết nhà lắm, không dám mua nhà. Nó có sắp đặt chương trình khác bạn ơi, bạn đi gặp những người mà buôn bán nhà cửa, bạn gặp những người mà trong ngân hàng ta giải nghĩa cho bạn nghe. Cái ngân hàng nó không muốn siết nhà của bạn, nó muốn bạn bạn trả cho đủ hết tiền, cho đủ tiền vốn tiền lời để nó lấy tiền nó cho người khác mượn. Thành ra nó tính kỹ, nó không có cho bạn mượn mà để ngập đầu ngập cổ đâu. Bạn ngập đầu cổ khi nào bạn đã có mua nhà rồi, người ta xúi là đi mua xe siêu, đi mua những gì mà đã phải nợ thêm, mua bằng cái đẹp thì mới nợ thêm. Chứ còn mà cách mà nó tính là 30% tiền thu nhập là cái ai cũng mua được hết, ở Mỹ ai cũng mua được nhà hết. Những người nào mà mua nhà ở California cách đây mà 20 năm là bây giờ là giàu to, tại nhà California bây giờ lên giá quá chừng, lên tới cấp 5, cấp 10 bạn ha. Còn những người nào mướn nhà là tới bây giờ chỉ mướn thôi, mà tiền mướn nhà nó mỗi ngày nó mỗi lên. Đừng nghe người ta xúi nha bạn. Khi nào bạn đủ 2 năm làm việc cho một hãng vững vàng, bạn hãy tính chuyện mua nhà đi. Tại bạn làm dưới 2 năm thì
nhà bạn nó không cho mượn chỉ trừ nữa, bạn đặt tiền cọc nhiều. Nếu bạn đặt tiền cọc từ 30 tới 30% với giá nhà thì nhà bạn nó cho bạn mượn liền. Thì có nhiều bạn ở Việt Nam thì có chút tiền thì đem qua đây thì ở mua nhà của họ. Cái nhà của mình là cái rất là quan trọng đó. Và từ cái nhà đó sau này bạn sẽ lấy cái tiền trong nhà đó, lấy cash trong nhà đó ra, cũng giữ nhà mình cũng là chủ á, lấy cash trong nhà ra để mua đầu tư, đầu tư bất động sản, cũng như mình đã làm vậy á bạn. Mới đầu mình mua một căn nhà rồi cái rồi mình trả bớt, rồi lấy tiền mượn tiền trong nhà ra mua 2 căn, 3 căn, 4 căn, 5 căn, từ từ năm chạy tháng là mình có tới mấy chục căn nhà. Cái căn nhà là cái bước đầu để sống an lạc, cũng là căn mà cái bước căn bản lúc đầu để mình thịnh vượng. Bạn mua nhà nhỏ rồi bây giờ mai mốt bạn làm ăn giỏi, bạn đi mua nhà to thì bạn muốn bán cái nhà nhỏ đi, hay là bạn để nhà nhỏ bạn cho mướn cũng được. Người Mỹ trẻ thường thường có những khi nó họ mua nhà chung cư, họ ở đỡ 1-2 năm, họ ở đỡ rồi họ có nhiều tiền, họ đi mua nhà thì họ cho thuê cái nhà chung cư. Cái chuyện nhà chung cư mình sẽ giảng nghĩa ra bạn nghe như theo những cái video khác, bạn theo dõi cái kênh của mình thì bạn sẽ tìm hiểu về bất động sản. Đừng sợ khi mua nhà. Chào các bạn. Bye bye.